Hi, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay, mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những cái dòng comment chia sẻ của các cô chú, anh chị và các bạn đã chia sẻ trên kênh Phúc Tài Chính. Và cháu Phúc Tài Chính, em Phúc Tài Chính rất cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh Phúc Tài Chính trong suốt thời gian qua. Từng comment của cô chú, anh chị, Phúc Tài Chính luôn luôn cố gắng đọc hết và trả lời từng comment. Và như cô chú, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, rất là nhanh chóng thôi, kênh Phúc Tài Chính đã được hơn 94.000 đăng ký rồi, chỉ còn gần 6.000 đăng ký nữa là Phúc Tài Chính sẽ có được nút bạc. Và có lẽ đó chính là một cái thành quả, một cái quà tặng, một cái món quà rất là ý nghĩa với Phúc Tài Chính trên cái hành trình lên tiếng về câu chuyện chính nghĩa này. Và Phúc Tài Chính vẫn nhớ rằng tháng 9 năm 2021 chính là cái thời điểm mà Phúc Tài Chính đã bước vào drama này bằng một cái video về sao kê. Tưởng chừng chỉ là một video làm để mà cho bạn bè mình xem thôi, không ngờ lại trở nên nổi ở trên cộng đồng mạng như vậy. Và trong suốt thời gian qua, một cái hành trình rất là dài. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã ở bên cạnh, động viên và ủng hộ cho Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay, Phúc Tài Chính xin phép được tiếp tục chia sẻ những cái comment, những cái ý kiến từ cô chú, anh chị và các bạn. Mỗi một cái comment, mỗi một ý kiến, đó luôn là những cái bài học, những cái suy ngẫm mà Phúc Tài Chính nhận được và cảm thấy rất là vui khi được chia sẻ những cái comment đó đến với đông cô chú, anh chị và các bạn hơn. Và đầu tiên, mời cô chú, anh chị và các bạn đến với comment. Nghệ sĩ tên tuổi biệt danh oai hùng lắm, nhưng cái điều đó mới là cái giết người độc ác nhất. Xem sự thật, vợ chồng Dũng Hằng làm thiện nguyện quá vĩ đại, căm phẫn bọn chống phá. Hay quá, nghĩ mà thương cô Hằng quá. Doanh nghiệp Đại Nam đòi tiền bồi thường 500 tỷ, không phải là chuyện đùa, bọn lươn hãy chuẩn bị bán nhà để bồi thường. Luôn quý mến tấm lòng hảo tâm của vợ chồng Hằng Dũng. Thật tuyệt vời, người con gái của dân tộc Việt Nam, chúng tôi luôn trân quý và yêu thương Nguyễn Phương Hằng. Cô Hằng ơi, trong danh sách của cô còn bao nhiêu thành phần lừa đảo nữa, lôi ra hết xử một lần cho dân chúng yên lòng cô ơi. Cảm ơn cô. Chúc cô Hằng luôn mạnh khỏe, mãi yêu cô. Chị là người phụ nữ quá xuất sắc, đẹp người, đẹp nết, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Kính chúc chị luôn mạnh khỏe, hiên ngang, vượt qua kiếp nạn này. Chị Phương Hằng quá tuyệt, tôi yêu mến chị rất nhiều. Chúc chị mau về sớm để giúp đỡ người nghèo. Xem lại thấy đau lòng, quá đỗi thương yêu người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, giàu lòng nhân ái. Cảm ơn cháu Phúc Tài Chính. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Tôi đã nhiều lần khóc thương em Phương Hằng. Vợ chồng anh chị là tấm gương sáng để lại cho đời lòng tử tế và ngưỡng mộ, trân trọng. Hoài Linh 14 suýt nữa nốt trọn 14 tỷ của đồng bào miền Trung. Ủng hộ người tử tế Phương Hằng Đại Nam. Người muốn gửi tiền từ thiện nên trực tiếp gửi cho người cần giúp đỡ là tốt nhất. Tại sao lại gửi tiền đó vào tài khoản cá nhân như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh? Tại sao pháp luật lại cho phép những người nghệ sĩ tự do mở tài khoản công khai để người dân gửi tiền cho họ? Cách từ thiện kiểu này là không thể chấp nhận được. Bởi tiền ấy, người chủ tài khoản nhận rồi họ cho hay không, ai mà biết được. Nguyễn Phương Hằng mãi trong lòng dân chính nghĩa, ủng hộ Nguyễn Phương Hằng mãi mãi. Chỉ biết nói một câu là rất yêu mến và cảm phục Nguyễn Phương Hằng. Những lời chị nói rất đúng, rất trân trọng tình cảm chị dành cho người nghèo hoàn cảnh, cho đất nước, người dân, mãi biết ơn chị. Chị chỉ sai với pháp luật là đi quá giới hạn thôi, còn với nhân dân, chị luôn là người được yêu quý và kính trọng. Làm sao có thể quên được chị ấy, vì chị Nguyễn Phương Hằng đã mất mát và hy sinh rất nhiều cho người thấp cổ bé học và người nghèo khó hơn mình. Nhớ chị và gửi ngàn lời thương nhớ cùng chúc sức khỏe chị. Bây giờ mọi người quá dễ dãi với danh xưng nghệ sĩ, cứ có chút năng khiếu nghệ thuật, hoạt động diễn ca một chút là gọi là nghệ sĩ là sao? Thế nên giá trị của nghệ sĩ ngày càng thấp. Cần làm trong sạch ngành sân khấu điện ảnh và cũng rất rất cần phải làm trong sạch không gian mạng của nước ta. Không gian mạng xã hội nước ta không những bẩn mà là quá bẩn, nhất là các kênh YouTube.
Trên không gian mạng nước ta hiện nay bẩn gấp ngàn lần báo lá cải ngày xưa. Nếu như không xử lý mạnh hơn thì Việt Nam không phải là một trong 10 nước kém văn hóa trên không gian mạng mà là nước đứng đầu kém văn hóa trên không gian mạng, là nhờ các kênh YouTube kiếm tiền mạng xã hội của nước ta mà ra cả. Còn vô vàn những người yêu thương và kính trọng vợ chồng anh chị Dũng Hằng âm thầm như tôi, tuy không có bày tỏ quan điểm của bản thân trên mạng nhưng chúng tôi luôn luôn ủng hộ anh chị ấy. Kịch bản của giới showbiz chỉ có thế mà thôi. Qua vụ cô Hằng phanh phui ra lủi hết rồi, điều đó càng làm cho khán giả mất lòng tin với showbiz bẩn mà thôi. Phúc Tài Chính ơi, các cụ nhà ta có câu cứu được một mạng sống bằng xây 7 tòa tháp. Tôi hỏi các bạn rằng cô Hằng cứu được bao nhiêu người? Chúng tôi là người miền Bắc rất biết ơn tấm lòng của cô Hằng và chúc cô, gia đình cô sức khỏe luôn tốt, may mắn trong cuộc sống để chiến đấu với một lũ chó, có phải không các bạn? Cô Hằng đã tuân thủ pháp luật rồi, cô không kháng án. Ủng hộ cô Hằng, chú Dũng kiên trì đấu tranh theo con đường pháp lý, đòi lại công bằng để đưa thần lừa Võ Hoàng Yên, thằng hề 14 tỏi ra ánh sáng chịu xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Đưa hết bọn lươn lẹo chống phá chị Hằng, quỹ Hằng hữu như Hoàng Kim Dung, Thủy Tề, Đức Hiển và rất nhiều bọn lươn chúa, lươn con khác cho chúng biết thế nào là sóng cuồn cuộn của Đại Nam, của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đá xong sân khách rồi, giờ còn về đá sân nhà Đại Nam để đưa tiền đạo Văn Sĩ với trợ lý Hàn Ni lên nhận vòng bạc. Công đức vô lượng, đạo đức lương tâm của CEO Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng, giá trị hành động rõ ràng nhưng không ai làm được. Mãi nhớ ơn công lao của ông bà Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng. Chẳng cần 500 tỷ, chỉ mỗi người chỉ cần 50 tỷ thôi là đã đủ há mồm. Tôi chưa thấy chị Hằng nói sai một từ nào những đối tượng chống phá kia mà chị ấy cảnh báo cho những kẻ phá hoại trước rồi. Không nghe coi thường, giờ thì không nghe không được. Bây giờ có kêu gọi từ thiện thì Mạnh Thường Quân có tin đâu mà chuyển tiền vào tài khoản của các nghệ sĩ nữa, lấy tiền đâu mà làm từ thiện hả mọi người? Chị Hằng quá cao tay, chấp nhận ngồi tù 3 năm mà không kháng án để đòi hỏi quyền lợi thích đáng về cho chị. Có như vậy mới công bằng, ủng hộ chị Hằng. Xã hội nào thì cũng phải có tổ chức. Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hoài Linh nói cái giọng điệu vô tổ chức, không có chính quyền. Vậy thì qua Mỹ thích làm gì làm xem sao. Muốn làm từ thiện phải có kế hoạch thông qua mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố, quận, được chính quyền cho phép làm từ thiện ở địa bàn nào. Lúc đó phải liên hệ trước với chính quyền, phải sao kê báo cáo lại mặt trận tổ quốc với người tài trợ một cách trong sáng, minh bạch với số tiền, vật chất tài trợ. Cô nói lên sự thật, vạch mặt lũ nghệ sĩ bẩn để dân tẩy chay bọn chúng đi. Hề Linh 14 vào đây mà nghe, ở đó mà lên lớp dạy đạo lý, dạy đời. Hôm bà Hằng ra tòa, sao không dám lòi bản mặt ra để mà đối chất với bà Tổng? Hề lũ Linh 14 vào nghe này, thấm lắm, thấm lắm. Nếu bà Hằng không lôi số tiền từ thiện ra, thì Hoài Linh sẽ cho chìm xuồng luôn 14 tỷ kia luôn là cái chắc. Còn Võ Hoàng Yên, bà Hằng cũng đã lôi thò ra rồi, thế mà luật pháp chưa vào cuộc làm rõ trắng đen để người dân được biết. Quá rõ nét, nghe được những lời bọn nghệ sĩ này hết đường, mong sao nghệ sĩ trẻ sau này có một bài học đáng nhớ. Ủng hộ Phúc Tài Chính, Phương Hằng mãi đỉnh, Hề Linh ngậm 14 tỏi, nuốt không trôi, ói không ra, nói không nên lời. Không sao, nhờ bạn đời Võ Hoàng Yên kéo lưỡi ra là tỏi văng ra chứ gì. 30 năm hành nghề đổi 14 tỏi cũng nên lắm thay. Có ăn khô mì gói cả đời nghiệp quật không chừa người lươn lẹo. Ăn chặn là Hề 14 phải đền tội, vậy dân miền Trung mới hả dạ. CEO Nguyễn Phương Hằng mãi mãi nằm trong lòng người dân, những người yêu thương Phương Hằng chính nghĩa. Một con người nói được làm được. Chúng tôi luôn ủng hộ Nguyễn Phương Hằng và thương nhớ cô rất nhiều. Chúc cô mạnh khỏe về trước thời hạn 30 tháng 4 với người dân yêu thương cô rất nhiều. Tôi luôn ủng hộ Nguyễn Phương Hằng, một con người dũng cảm, dám nói ra sự thật. Nếu như Phương Hằng không nói ra thì người dân sẽ còn bị lừa không biết bao giờ nữa. Phương Hằng thà chịu tù 3 năm, vạch trần bộ mặt hèn hạ của bọn chúng. Người dân chính nghĩa cảm ơn CEO Nguyễn Phương Hằng.
Mọi người dân khắp nơi hướng về CEO Nguyễn Phương Hằng, chúc cô khỏe mạnh, mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm những người chống phá các quỹ từ thiện, làm gương cho những kẻ khác sau này. Muốn gặp nghệ sĩ bẩn ư thì bỏ tiền ra bạn sẽ được phục vụ tận tình. Còn muốn gặp Phương Hằng ư, hãy làm người lương thiện, đừng làm chuyện bất nhân. Trân trọng anh chị Dũng Hằng Đại Nam đoàn kết, vì đất nước, vì nhân dân trí tuệ, thông minh, đạo đức, lương tâm. Trái tim anh chị Dũng Hằng Đại Nam, kim cương soi sáng cả thế giới là đây, chính nghĩa đời đời lịch sử là đây Việt Nam. Bây giờ họ không phải là những người nổi tiếng nữa, mà họ là những người tai tiếng rồi. Rất cảm ơn ekip của chị Hằng đã lột trần và cho mọi người biết được thêm một nghề cao quý của giới nghệ sĩ, đó là nghề từ thiện, và lấy lại cho người dân nghèo miền Trung được mười mấy tỷ. Phương Hằng như một vầng trăng, dịu êm soi sáng muôn ngàn trái tim, uy dũng là bậc công thần, mở khu công nghiệp rạng danh nước nhà. Phương Hằng gặp nạn tam tai, mọi người thương xót cầu mong Phật trời, giúp cho qua kiếp nạn này, về nhà để giúp hàng ngàn trẻ em. Ca nghệ sĩ hát dân muốn xem thì phải trả tiền, không có cống hiến gì ở đây. Bọn cao ngạo ỷ có tiền là vùng cấm, Ngọc Trinh đeo lắc bạc tạm giam 3 tháng là chuẩn không sai, nổi tiếng sẽ gieo tác hại cho xã hội và không tôn trọng pháp luật. Bà Hằng gọi mãi Hoài Linh vẫn câm lặng, nhờ thần y Hoài Linh nói chuyện lại được, thần y hay quá. Nghệ sĩ không sao kê, sẽ mãi không bao giờ có được danh dự trong lòng công chúng, ủng hộ Phúc Tài Chính. Tôi không hiểu được tại sao một số nghệ sĩ bẩn họ công khai lên mạng chửi khán giả vậy. Vậy mà vẫn có một số người bênh các nghệ sĩ bẩn đã chửi mình, thật khó hiểu với những người còn bênh các nghệ sĩ bẩn này. Cô rất đồng ý với cháu, mong nhà nước nghiên cứu ra luật phong sát nghệ sĩ để họ biết và đừng có coi mình là ông trời, bà trời, không ai được đụng vào họ, bởi vậy họ đã chửi khán giả như họ hát. Thầy Quân tuyệt vời, tự mình hiểu, tự tâm của mình không vì ai, mà mình, vì sự hiểu biết, yêu thương đất nước của mình. Thật là những câu nói của một người phụ nữ có 102 ở đất nước Việt Nam, nghe mà thấm sâu và cái não của lũ nghệ sĩ thối tha ăn chặn, chúng hút máu dân nghèo tận xương tủy, phải lên án lũ dơ này. CEO Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ luôn sống vì mọi người, vì đất nước. Bà Trịnh Kim Chi chính là kiến lửa chúa, tại sao không muốn làm con rồng, con voi, con hổ cho nó oai, cho nó ngầu mà lại thích làm kiến lửa để hù dọa người ta nhỉ? Người ta có thể nuôi thú cưng, voi, hổ, ngựa, chó, chim, mèo, chứ chưa hề ai nuôi kiến, ngủ với kiến, ấm kiến đi chơi. Kiến lửa là loại bò tới đâu người ta đều xua đuổi, đánh đập và thậm chí là tiêu diệt. Phải chăng đây chính là điềm báo cần phải tẩy chay, tiêu diệt những thành phần rác rưởi nguy hiểm cho xã hội? Ai sao tôi không biết chứ? Riêng tôi luôn quý trọng anh chị Dũng Hằng và luôn thấy anh chị thánh thiện và dễ gần. Ở đời cặn bã lên ngôi, người ngay thô thật trêu mồi tiểu nhân, đa mưu thừa lỗi khi cần, diệt chung đắc đạo vạn lần vô minh. Phương Hằng càng bị giam giữ thì người dân chúng tôi càng xót thương và phẫn uất cho chị, vì tất cả những gì chị phản ánh lên đều là sự thật quá đúng và quá chính xác, thực sự khâm phục và ủng hộ chị mãi mãi. Phương Hằng mãi mãi trong tim người dân. Vì anh chị làm nhiều việc ý nghĩa quá nên một lũ ganh ghét chống phá thương anh chị. Thương Phương Hằng quá, chỉ vì em thương đất nước với người dân nghèo nên em phải đi tù, vì những kẻ tiểu nhân nó hại em trong lúc em chịu đau khổ thì những kẻ hại em nó sẽ có một ngày phải trả giá đau khổ hơn em. Nhà nước và nhân dân cần phải tiêu trừ, diệt trừ một số nghệ sĩ ca sĩ bẩn, tự chúng đưa lên thăng bốc để rồi chúng nó bè phái cấu kết, lợi dụng lòng tin của khán giả để chúng dễ dàng lôi kéo thế hệ tương lai, nhằm san bằng lịch sử nước ta và làm nguy hại đến đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta. Kim Chi là một diễn viên được nhiều người yêu thích, nhưng với câu nói đụng vào nghệ sĩ là đụng vào ổ kiến lửa, là đánh mất tất cả, nhưng cũng đúng thôi. Những nghệ sĩ tự xưng là ông Hoàng, bà Hoàng, chúa cũng rất hung hăng, xấu tính như những con kiến lửa chỉ biết đi cắn người.
Họ chỉ là đám thợ có chất giọng ca hát mà thôi, chứ thực chất họ không phải là nghệ sĩ. Vì nghệ sĩ là những người có tâm hồn rất thơ, sâu lắng, lịch sự, tao nhã, hiểu biết, là người tài hoa, có phẩm chất đạo đức tốt. Còn bây giờ đa phần chỉ là thợ ca hát mà thôi. Do vậy, từ nói năng ăn mặc cư xử như loại đàn anh chị của xã hội đen, chửi thách thức mắng khán thính giả bằng những phát ngôn vô cùng trợ búa. Không có Phương Hằng, những điều sai trái khuất tất lừa đảo sẽ không được đưa ra ánh sáng, chỉ có Phương Hằng. Phục em, người đàn bà dũng cảm dám đứng lên dọn rác xã hội. Nếu Việt Nam có đến 2 hoặc 3 người như em Hằng thì xã hội này yên nhiều. Em bận ta làm, việc tốt chẳng khen, sẩy tay vỡ vụn viên gạch nhỏ, không chút suy nghĩ buông lời mắng mỏ, phủ nhận công người bôi nhọ thanh danh. Nghe lại clip cũ mà thương em Phương Hằng quá, chúc em bình yên. Cô chúc phúc và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an hạnh phúc nhá. Vâng, cho cảm ơn cô ạ. Bầy đàn chống phá Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường cho Đại Nam triệu tỷ, xung vào công quỹ nhà nước. Phương Hằng, người đàn bà thép, tuyệt đỉnh anh tài trên cả tuyệt vời. Phương Hằng mãi đỉnh, dân thương Phương Hằng. Và đó chính là những cái chia sẻ của các cô chú, anh chị và các bạn trên kênh Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu cô chú, anh chị và các bạn yêu thích video này, khi mà được nghe những lời tâm sự của rất nhiều fan của cô Nguyễn Phương Hằng, thì có thể cho Phúc một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Và cô chú, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chỉ còn hơn 5.000 đăng ký nữa là Phúc Tài Chính sẽ được nút bạc rồi. Và cô chú, anh chị và các bạn có thể ủng hộ Phúc một đăng ký kênh để Phúc Tài Chính có thể sớm được nút bạc trước khi sinh em bé nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là một video Phúc Tài Chính chia sẻ những mặt hàng về Phúc Tài Chính đang bán. Cô chú, anh chị và các bạn có thể mua ủng hộ cho Phúc Tài Chính, hoặc là nếu chưa có nhu cầu thì có thể giới thiệu anh em, bạn bè, người thân mua ủng hộ cho Phúc Tài Chính nha. Đây đều là những cái khuyến mãi rất là hời. Và mời cô chú, anh chị và các bạn xem video ngay sau đây nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng. Và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây. Rất là tốt cho sức khỏe của chú anh chị ạ. Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70g, gồm 40g hoàng kỳ, 15g táo khô Hàn Quốc, 15g ngũ gia gai Hàn Quốc, 10g cắt căn Hàn Quốc, 5g đường quy Hàn Quốc. Và vào những ngày se lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi, khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này, chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho 3 con gà, cô chú anh chị và các bạn nhé. Hoặc là tương đương với 3 lần nấu. Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 012 để nhận được một cái deal hời này nha. Và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama, cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính gửi tới cô chú, anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú, anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn, cô chú, anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong, cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ. Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói, mỗi gói là 30ml. Và ở đây đều có tem mác dán nhãn đầy đủ như thế này.
Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo, quế, và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu, và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch, sơ vữa động mạch, và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe, giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài Chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và có một cái deal rất là hời, đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1.050.000, và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Tiếp theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa 60 gói và mỗi gói là 30ml. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính cũng có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa 60 gói 30ml 950.000 và được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất, đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng nguyên con hộp 45g loại to. Với một cái deal rất là hời, đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2.850.000, và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Đến cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhé cô chú anh chị nhé. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua 2 kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng 1 kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn mọi người đã thả tin thả like nha. Ở đây là có 4 loại hộp táo đỏ. Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này. Đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Loại táo đỏ này nữa.
Đấy. Bốn loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Giới thiệu đến cô chú anh chị là bột ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này, và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu nành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ khuấy với nước ấm hoặc là nước lạnh, hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống. Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 cô chú anh chị nhé. Một cái deal rất là hời, cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590 012. Chú anh chị là nước hồng sâm có củ, bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Chú anh chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc. Và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc, mạnh nha, hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC
sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt với cô chú anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà chúng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này, thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng bám. Một cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000, và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Khi mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Sẽ được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng 1 dầu lạnh 50.000. Nên là cái deal này cực kỳ hời luôn. Mọi người có thể comment inbox cho Phúc để sử dụng được cái deal này nhá. Đầu tiên giới thiệu đến cô chú anh chị, trên tay của Phúc Tài Chính đang chính là dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc. Thì đây đều là thành phần thảo dược thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu ô lưu này, nhân sâm này, linh chi này. Thì tác dụng của cái dầu gội thảo dược nhuộm tóc Hàn Quốc này ấy, thì sẽ có công dụng là làm đen tóc này một cách rất là tự nhiên và bền màu, không gây hư tổn cho tóc và không ảnh hưởng đến da đầu, và trị sạch gầu và dưỡng ẩm tóc nữa. Đặc biệt nó sẽ giúp là phục hồi tóc yếu và ngăn ngừa rụng tóc, và nó sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng cô chú anh chị nhé. Đây là dầu gội thảo dược nhuộm đen tóc thì sẽ đen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Thì khi nào mà ra tóc mới thì chúng ta mới cần nhuộm tiếp. Thì cái hướng dẫn sử dụng ấy thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ẩm tóc này, sau đó là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Thì Phúc Tài Chính sẽ chuẩn bị cái găng tay này cho cô chú anh chị nhé. Làm ẩm tóc, sau đó đeo găng tay vào,
Sau đó là chúng ta sẽ lấy cái dầu gội thảo dược ở trong này ra, bôi đều lên tóc và sau đó sẽ massage da đầu tầm khoảng độ 5 phút. Và sau đó sẽ để như vậy tầm khoảng từ 20 đến 30 phút để cho dầu gội thảo dược này nó ngấm vào tóc. Sau đó tầm khoảng 20 đến 30 phút thì chúng ta sẽ xả lại với nước sạch. Thì khi đấy tóc của chúng ta sẽ thành màu đen và đen rất là đều và có hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng. Thì với một dây thảo dược nhuộm đen tóc Hàn Quốc này thì sẽ là 58.000 một dây cô chú anh chị nhé. 58.000 một dây, và một dây thì bên Phúc Tài Chính cũng bán mọi người nhé. Thì 58.000 một dây, và khi mà mua một dây dầu gội thảo dược nhuộm tóc ở đây sẽ là 10 gói này. Mua 10 gói này thì sẽ được tặng một gói này mọi người nhé, sẽ được tặng một gói. Mua 10 gói sẽ được tặng một gói, tức là mua một dây sẽ tặng một gói ấy. On mọi người nhé, đây là sữa tắm on này. Thì đây là sữa tắm nước hoa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và công dụng của nó sẽ lấy sạch bụi bẩn này, tẩy da chết này, trắng da, loại bỏ nám đen và ngăn ngừa lão hóa này, cung cấp cho cái làn da độ ẩm, sự căng mịn này, và ngăn ngừa, đặc biệt là ngăn ngừa trứng cá, ngăn ngừa mụn nhọt và mẩn ngứa. Và cái hương nước hoa này nó sẽ lưu giữ đến 12 tiếng. Đây là loại sữa tắm, vừa là sữa tắm mà vừa kết hợp cả nước hoa nữa, nên là sẽ có cái mùi hương nó lưu lại lâu hơn so với những cái sữa tắm thông thường. Cho một ngày dài chúng ta làm việc thì về đến nhà chúng ta vẫn thơm và thoang thoảng, tự tin hơn trong quá trình giao tiếp và làm việc. Thì một chai sữa tắm nước hoa này sẽ có giá là 250.000 cho một chai 900g cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 thì khi mua một chai sữa tắm nước hoa on của Hàn Quốc thì cái giá của nó bạn chỉ cần trả là 195.000 thôi. 195.000 cho một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc. Và khi bạn mua một chai sữa tắm nước hoa on Hàn Quốc 195.000 này thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Tặng ngay một tuýp dầu lạnh. Đây là cái dầu xoa bóp mọi người nhé. Nhưng dầu xoa bóp ví dụ như chúng ta đau nhức ở đâu thì chúng ta xoa bóp ở đấy thì nó sẽ giảm cơn đau. Đặc biệt là đau nhức lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh để xoa bóp. Một chai sữa tắm nước hoa on thì cái giá chỉ là 195.000 và được tặng một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 của chú anh chị nhé. Mọi người có thể comment, có thể inbox cho Phúc để đặt mua cái sản phẩm này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị cặp dầu gội xả micen nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm dành cho mọi loại tóc bị khô và hư tổn, rụng nhiều, với thành phần được chiết xuất từ 7 loại tinh dầu khác nhau, giúp làm mới và nuôi dưỡng chăm sóc tóc bị hư tổn. Đặc biệt là sẽ giúp làm mượt tóc và giữ màu cho tóc nhuộm. Thì các cô và các chị mà nếu như đang nhuộm tóc muốn giữ màu cho tóc nhuộm thì nên sử dụng cái sản phẩm micen này, sẽ giữ được màu cho tóc nhuộm rất là lâu. Và đặc biệt sản phẩm này cũng chống gãy rụng tóc nữa. Cùng với cái dầu dưỡng micen này sẽ đem lại cho cô chú anh chị một cái mái tóc cực kỳ mềm mượt. Và đây là sản phẩm mà Phúc Tài Chính cũng như mẹ Phúc Tài Chính rất là thích, bởi vì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta bóng, khỏe, chắc và mềm mượt. Thì cách dùng thì đầu tiên cô chú anh chị hãy lấy một cái lượng dầu gội thoa lên tóc và làm sạch da đầu, sau đó là xả lại với nước và thêm một chút dầu dưỡng nữa, massage tóc từ 3 đến 5 phút và xả lại với nước, chúng ta sẽ có một mái tóc vừa sạch và vừa bóng mượt. Và đây là sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và mỗi chai này sẽ còn là 680ml của chú anh chị nhé. Và ngày hôm nay có một cái deal rất là hời, khi cô chú anh chị mua một cặp dầu gội xả micen Hàn Quốc trị giá 390.000 đồng thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh trị giá 50.000 đồng. Đây là tuýp dầu lạnh xoa bóp cô chú anh chị, nếu như bị đau nhức chân tay này, vai gáy này thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để xoa bóp, xóa tan đi cái cơn đau đó. Và chỉ với 390.000 đồng cô chú anh chị sẽ có ngay một cặp dầu gội xả micen chính hãng nhập khẩu từ Hàn Quốc và tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 đồng nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số 0374 590 012 để được hỗ trợ mua cái deal với cái giá cực kỳ hời và nhiều phần quà hấp dẫn nha. Và đặc biệt là đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết tay. Rau củ cô chú anh chị nhé, cũng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Chị cùng xem đây, đây là cái sữa rửa mặt thải độc 301 này. Và cái sữa rửa mặt này là nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất hoàn toàn từ rau củ quả, công dụng là rửa mặt, tẩy trang và mặt nạ 301, vừa giúp rửa mặt, vừa giúp tẩy trang và giúp làm mặt nạ để cho làn da của chúng ta làm sạch bụi bẩn này, dầu bã nhờn sâu bên trong da. Nó sẽ giúp cả tẩy trang nhé, những ai mà hay trang điểm nhiều có thể dùng cái này để tẩy trang luôn.
và sẽ giúp khả năng kiềm dầu, ngừa mụn, cấp ẩm cho làn da. Và kết cấu gel khi mà lên da sẽ nhanh chóng giải phóng oxy và sủi bọt. Thì đây là một lọ là 300ml và nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, cô chú anh chị nhé. Thì một cái sữa rửa mặt thải độc rau củ này ấy, có giá là 300.000. Khi mà mua sữa rửa mặt thải độc rau củ 300.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì sẽ được tặng một tẩy da chết 120.000. Đó là một cái deal cực kỳ hời, mọi người có thể liên hệ với Phúc qua thông tin Phúc cũng hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là tẩy da chết Arahan nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Ở đây có rất nhiều hương vị, ví dụ như vị cam này, lavender này, than hoạt tính này, sâm này và vị táo này. Thì cô chú anh chị thích vị nào thì có thể lấy vị đấy. Thì tẩy da chết Arahan ấy, lọ của nó sẽ là 180ml. Như thế này, rất lớn như thế này. Một cái này nó sẽ giúp tẩy da chết mặt này. Và cái chiết xuất của nó là từ trái cây. Ví dụ như đây là tẩy da chết vị sâm này, rất là thơm. Đây là tẩy da chết vị sâm, bắt từ trái cây này, loại bỏ tế bào da chết, đen sạm này và loại bụi bẩn trên da, thu nhỏ lỗ chân lông này, da mịn hơn và bổ sung nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mịn và trắng sáng. Và đặc biệt là cái tẩy da chết nó sẽ loại bỏ bã nhờn trên da, hạn chế việc tiết dầu nhờn và giúp lỗ chân lông sẽ thông thoáng và giảm mụn hiệu quả. Ví dụ như chồng của Phúc là sử dụng cái này rất là hiệu quả này. Cứ sử dụng tẩy da chết này là giảm mụn đi rất nhiều và giảm nhờn trên da, càng ngày càng đẹp trai. Và kích thích sản sinh ra collagen và da sáng và sẽ giúp căng đều những cái sắc tố da. Cảm ơn mọi người đã thả tim thả like nhé. Điều rất là hời, đó chính là mua một tẩy da chết Arahan 120.000 thì sẽ được tặng ngay một kem đánh răng 55.000. Thì đây chính là một cái deal rất là hời. Mua một tẩy da chết 120.000 tặng một kem đánh răng 55.000. Thì cô chú anh chị có thể comment inbox cho Phúc để được cái deal này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị là lăn khử mồi trị hôi nách chân tay Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm khử mùi hiệu quả ở Hàn Quốc và được rất nhiều người ưa chuộng. Lăn khử mùi này mang lại cho chúng ta cảm giác tự tin, tuyệt đối với cơ thể luôn thơm tho và sạch thoáng. Cái sản phẩm này chứa nhiều tinh dầu thảo mộc thiên nhiên, bao gồm như tinh dầu bạc hà, này, trà xanh, giúp chống viêm khử khuẩn rất là hiệu quả mà không hề gây hại hay là tổn thương cho những cái vùng da bị nhạy cảm. Nó sẽ tiêu diệt và ngăn chặn sự gia tăng của hầu hết vi khuẩn gây mùi dưới cánh tay, giúp cho bạn khử tận gốc và vô cùng an toàn hiệu quả. Sản phẩm này được thiết kế dưới cái dạng chai lăn nách, nên là giúp chúng ta dùng rất là nhanh chóng và thẩm thấu nhanh vào da. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời là khi cô chú anh chị mua một lăn khử mùi đặc trị hôi nách chân tay Quang Đông này thì cái giá là 185.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cao dán sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng. Và nếu cô chú yêu thích cái deal này thì hãy nhắn tin gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nhang trầm hương 100 nén. Đây là thành phần làm từ bột trầm hương nguyên chất này, keo bời lời và tăm tre, hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Và công dụng sẽ dùng trong thờ đốt cúng bái hàng ngày, giúp cho không gian tâm linh được trang trọng, vượng khí, ấm cúng và đẩy lùi tà khí. Và hương trầm hương ấy thì có mùi thanh lịch, dịu nhẹ, tinh tế, dùng trong thiền đình tụ tập, giúp cho tinh thần dễ chịu và tĩnh tâm. Và nhang này ít khói, không cuộn tàn, thanh lọc không khí và rất là an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Và như cô chú anh chị đã biết thì nhang trầm hương là một loại nhang cao cấp. Vì vậy nên với 100 que nhang trầm hương này thì bên Phúc Tài Chính đang có một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mua một hộp 100 que nhang trầm hương với giá là 200.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một lọ nước lau bàn thờ 65.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ ngay đến số 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính xin gửi tặng đến cô chú, anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái điều đặc sắc nhất, ấn tượng nhất và đầy kỷ niệm nhất trong drama. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nhang quế hộp 100 que và thành phần gồm bột quế, chất tạo keo này, ngải diệp và bạch chi. Và nhang quế giúp thanh lọc không khí, khử mùi hôi, xua tan đi những cái mùi khó chịu trong không khí và đẩy lùi tà khí, lưu trữ được hương thơm rất là dịu nhẹ trong cái không gian xung quanh. Và loại nhang quế này đặc biệt thích hợp cho những gia đình nào đang ở chung cư bởi vì nó rất là ít khói và an toàn cho sức khỏe. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang đến cô chú anh
chị một cái điều rất là hời, đó chính là khi mua 100 que nhang quế với giá là 110.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một hộp 35 que nhang quế với giá là 35.000 đồng. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và mỗi một đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là nhang khuynh diệp hộp 100 que. Và nhang khuynh diệp được dùng trong việc thờ cúng này, thắp hương các đình, các đền chùa, kết nối âm dương, tạo mùi hương tự nhiên, giúp làm sạch không khí này, thoải mái, giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt là đối với những ai làm việc văn phòng, người làm việc dưới áp lực cao thì sẽ cảm thấy thư thái. Và hộp nhang khuynh diệp bên Phúc Tài Chính thì rất là ít khói và 100% thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp 100 que nhang khuynh diệp với giá 110.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một hộp 35 que nhang khuynh diệp với giá là 35.000 đồng. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Đặc biệt đây chính là món quà gửi đến cô chú anh chị nào mua hóa đơn trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là nước lau bàn thờ cao cấp. Một lọ này là 250ml và 100% là thiên nhiên, làm từ tinh chất vỏ quế này, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Nó sẽ giúp làm sạch, tẩy bụi bẩn trên bàn thờ, tẩy rửa những bề mặt men sứ này, gỗ này, đá này, kính nhựa và kim loại, và sẽ làm sạch không khí phòng thờ, ngăn ngừa ẩm mốc, vi khuẩn, xua đuổi côn trùng, tẩy uế bàn thờ và mang lại vượng khí cho gia chủ. Và vào những ngày cuối năm này thì cô chú anh chị nào có dỗ này, lễ Tết cần sửa sang tân trang lại không gian thờ cúng của gia đình thì cô chú anh chị và các bạn có thể mua lọ nước lau bàn thờ cao cấp của bên Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem đến một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua combo 2 chai nước lau bàn thờ với giá là 130.000 thì cô chú anh chị và các bạn có thể được tặng ngay một hộp 35 que nhang quế với giá là 35.000 đồng. Và cô chú anh chị và các bạn để nhận được deal này thì hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Phúc Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ, em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất
kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng, nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn. Và về phí ship thì bên Phúc Tài Chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa, giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp. Thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng. Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân, một cái thùng rất là to đấy ạ, thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng, còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng. Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua những cái đơn hàng rất rất lớn, từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ, thì phí ship ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài Chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài Chính. Đó là một cái sự ủng hộ, Phúc Tài Chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!